Huyện ủy Phú Yên vừa tổ chức gặp mặt kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện, mùng 8 tháng 4 năm 1948, mùng 8 tháng 4 năm 2023. Ngày mùng 8 tháng 4 năm 1948, Đảng bộ huyện Phú Yên chính thức được thành lập. Trải qua chặng đường 75 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ chính quyền và nhân dân huyện Phú Yên đã khắc phục khó khăn, phát huy tiềm năng thế mạnh của địa phương, gặt hái được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực từ một đảng bộ chỉ có 3 chi bộ xã và một chi bộ cơ quan với 42 đảng viên. Qua 20 kỳ đại hội, đến nay đảng bộ huyện Phú Yên đã có 53 chi đảng bộ trực thuộc, 373 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở với tổng số gần 8.700 đảng viên. Số tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm tăng lên, không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém. Hiệu lực hiệu quả quản lý điều hành của Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân các cấp ngày càng đáp ứng yêu cầu. Nội dung phương thức hoạt động của mặt trận tổ quốc và các đoàn thể được chú trọng đổi mới, góp phần quan trọng trong việc tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, phát huy dân chủ, nhân dân phấn khởi tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, bộ máy chính quyền các cấp. Với bản lĩnh vững vàng, tinh thần đoàn kết, ý chí khát vọng vươn lên, Đảng bộ chính quyền và nhân dân các dân tộc Phú Yên tiếp tục nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu và nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra, xây dựng Phú Yên trở thành huyện phát triển khá của tỉnh.